Rúng động vụ án xác 2.000 mảnh tại Trung Quốc. Theo dõi các vụ án mạng, chắc chắn đây sẽ là một vụ án kinh hoàng nhất mà bạn từng theo dõi. Bởi chính là vì những gì mà hung thủ làm với nạn nhân quá kinh khủng, quá ám ảnh. 2.000 mảnh xác, con số khiến chúng ta nghĩ không ngờ một con người có thể bị băm ra làm nhiều mảnh như vậy. Vậy ai là hung thủ mà lại ra tay tàn bạo đến như vậy? Nạn nhân đã làm nên tội trạng gì với hung thủ để khiến họ ra tay kinh khủng như vậy? Hay chỉ là sở thích quái lạ của bản thân người đó? Hãy cùng D2T tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Trong không khí mùa đông lạnh lẽo, những người cảnh sát đang trong ca trực của mình thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên xé tan bầu không khí của căn phòng. Một giọng nói của nữ đầy sợ hãi thốt lên: "Tôi hình như vừa nhặt được thứ gì đó, có lẽ đó là ngón tay người." Họ không biết rằng, vào khoảnh khắc đó chính là mở đầu cho một vụ án khiến họ phải đau đầu suốt 2 thập kỷ mà cho đến bây giờ vẫn không thể tìm được lời giải. Khi nhận được cuộc điện thoại, ai đấy cũng hết sức khẩn trương đến ngay nhà của người phụ nữ vừa báo án ở trên. Khi đến nơi, ai cũng thấy được vẻ mặt run rẩy, tay cầm bọc túi màu đen đưa về phía cảnh sát. Người phụ nữ đó kể lại, công việc hàng ngày của cô là dọn dẹp đường phố. Ngày 18 tháng 1 năm 1996, do có một trận tuyết lớn nên cô không thể hoàn thành công việc của mình, phải lùi sang một ngày hôm sau, tức là ngày 19 tháng 1 năm 1996. Lúc này khi đang làm công việc của mình, tình cờ cô nhìn thấy một chiếc túi màu đen ở ngoài đường tại Hoa Kinh, Trung Quốc. Khi mở chiếc túi này ra, có rất nhiều miếng thịt được cắt nhỏ trong đó. Tưởng rằng đây là một túi thịt lợn của người nào đánh rơi, cô quyết định xách về nhà và làm vài món ăn. Tuy nhiên, khi đang trong quá trình sơ chế làm sạch để nấu, thì cô chợt phát hiện ra có miếng thịt trông như 3 ngón tay của người ở trong túi. Lúc này, cô cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi và báo cảnh sát. Sau khi được nghe người phụ nữ báo cáo lại, nhận được tính chất nghiêm trọng của sự việc, toàn bộ lực lượng cảnh sát quyết định tìm kiếm trên đường Hoa Kiều để có thêm những manh mối mới. Kết quả là ngay trong hôm đó, lại có một người đã phát hiện một chiếc túi rác khác ở công trường đang thi công trên đường Hoa Kiều và 2 túi du lịch ở điểm đổ rác đường Tiểu Phấn Kiều. Ngày tiếp theo, khu vực gần Bệnh viện Đại học Nam Kinh, một túi tiếp tục được phát hiện. Ở cửa phụ của trường Đại học Nam Kinh, có một ba lô da trâu màu lam nặng 7,5 kg, trong khi tại sân thể dục của trường có một túi màu đen nặng 0,6 kg. Cảnh sát đã kêu gọi sự hợp tác từ người dân để báo cáo về bất kỳ ai mất tích gần đây nhằm xác định danh tính của nạn nhân. Trong những ngày tiếp theo, từ ngày 21 đến 31 tháng 1 năm 1996, các phần thi thể tiếp tục được phát hiện tại nhiều địa điểm khác nhau. Dựa trên thông tin thu thập được, trọng lượng tổng cộng của các mảnh thi thể tại các địa điểm được xác định chính xác ước tính là khoảng 30,6 kg. Nếu tính thêm các phần thi thể được phát hiện rải rác, trọng lượng này có thể nằm trong khoảng trên dưới 32 kg. Khi khám nghiệm các mảnh xác, nhiều bác sĩ pháp y phải rùng mình vì các vết cắt rất tỉ mỉ, dường như đã được đo đếm kỹ càng vì miếng nào cũng có kích thước tương đương nhau như vậy và chỉ có thể những người đã dùng dao một cách thành thạo mới có thể làm được điều đó. Sau đó, họ còn tìm thấy nhiều phần thi thể còn lại của nạn nhân, bao gồm phần đầu và các cơ quan nội tạng của cô. Và ghê rợn hơn cả, các phần nội tạng của cô tuy hoàn chỉnh nhưng có dấu hiệu bị luộc qua, thịt được lọc ra khỏi xương, cắt thành hơn 2.000 miếng, được đặt theo quy luật trong các túi ni lông màu đen. Ruột cũng được đặt ở đáy túi thẳng tắp, vô cùng chỉnh tự. Thế nhưng các cơ quan như là tim, gan và lá lách lại không được tìm thấy. Dường như kẻ sát nhân này có dấu hiệu của một người rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy. Câu hỏi được đặt ra là, vậy những phần còn lại ở đâu và hung thủ đã làm gì vẫn chỉ là một ẩn số. Với phần dữ liệu thu thập ít ỏi như vậy, đội ngũ pháp y chỉ xác định được thi thể này là con gái qua những mô cơ và tóc trên cơ thể. Người thân thì nhận ra được cô qua nốt ruồi trên má phải của thi thể. Mãi cho đến khi nhiều bằng chứng tổ hợp lại, người ta mới xác định nạn nhân xấu số này chính là Điêu Ái Thanh. Điêu Ái Thanh sinh tháng 3 năm 1976, đến từ Dương Châu, Giang Tô. Cô theo học ngành quản lý thông tin tại Đại học Nam Kinh và sống tại ký túc xá của trường. Trong trí nhớ của các bạn học, cô có dáng cao, tóc ngắn, giọng nói khàn khàn và rất hài hước. Trước khi mất tích một ngày, cô không đi học mà ra ngoài đi chơi cả ngày cùng hội đồng hương, đến khuya mới về. Vào ngày 10 tháng 1 năm 1996, một sinh viên vi phạm quy định dùng nồi điện trong ký túc xá bị kỷ luật. Vì chuyện này, Thanh cũng bị khiển trách vì là tổ trưởng. Đêm đó do tâm trạng không tốt nên Thanh nói với bạn mình muốn một mình đi dạo trong khuôn viên của nhà trường. Lần cuối có người nhìn thấy cô mặc áo khoác màu đỏ kiểu dáng phổ thông dành cho nữ, sau đó thì không ai còn nhìn thấy cô ở đâu nữa.
Cơ quan điều tra nhận định, do Điêu Ái Thanh là sinh viên năm nhất nên các mối quan hệ không nhiều, do đó hung thủ tiếp xúc với cô chỉ có thể là người quen biết, có trình độ văn hóa cao và có hiểu biết nhất định về giải phẫu. Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến cơ quan điều tra phải suy nghĩ, động cơ phạm tội trong trường hợp này là gì? Cô gái có bị hiếp dâm hay không? Hay hung thủ suy nghĩ biến thái và ham muốn giải phẫu cơ thể? Tất cả vẫn là những câu hỏi khó có thể tìm được lời giải đáp. Ban đầu, cơ quan điều tra nhận định, việc phân xác ra làm nhiều mảnh chứng tỏ tâm lý hung thủ rất vững vàng và khác biệt với người thường. Vì thế, những người là bác sĩ, nhân viên giết mổ, giáo sư y học, sinh viên y học trong trường được điều tra đầu tiên. Tuy nhiên, cảnh sát không thu được manh mối nào. Sau đó, cảnh sát lấy Đại học Nam Kinh làm trung tâm, dự đoán khả năng địa điểm gây án rồi tiến hành điều tra. Toàn bộ sinh viên Đại học Nam Kinh đã bị triệu tập để lấy lời khai, nhưng không một ai có dấu hiệu là hung thủ. Đội điều tra cũng từng bắt giữ nhiều người tình nghi, nhưng rồi tất cả đều được minh oan, để rồi tin đồn về vụ án cứ thế lan ra. Có giả thiết cho rằng, Điêu Ái Thanh đã bị nhóm người buôn bán nội tạng sát hại, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ, vì không ai bỏ công cắt từng miếng thịt chỉ để lấy nội tạng cả. Sau 3 tháng, cuộc điều tra đi vào ngõ cụt vì không tìm được thêm bất kỳ một dấu vết nào liên quan đến hung thủ. Vụ án nan giải ở chỗ, Điêu Ái Thanh là một cô gái rất bình thường, không có thù oán hay là tranh giành tình cảm với ai. Năm 2008, cảnh sát Nam Kinh tìm cha của Điêu Ái Thanh thu thập mẫu máu, hy vọng án kiện có bước đột phá. Vì lúc này công nghệ điều tra tội phạm đã phát triển, kỹ thuật DNA đã được áp dụng vào việc phá án. Đáng tiếc là khuôn mặt của hung thủ vẫn chỉ là một ẩn số. Chưa hết, vào ngày 19 tháng 6 năm 2008, một tài khoản có tên là Hắc Di Tát với nội dung một ý tưởng nhỏ về vụ án Nam Kinh đã được đăng tải trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ vào giọng văn vô cùng tỉ mỉ và thuyết phục của mình. Bài viết đã miêu tả lại ngoại hình, tính cách, động cơ và phương thức giết người như tác giả đã từng trải qua được việc đó vậy. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Hắc Di Tát là người có liên quan đến vụ án và hắn đang muốn khoe khoang với tất cả mọi người về chiến tích của mình. Tuy nhiên, không có một bằng chứng nào xác thực việc đó là có thật cả. Đến năm 2011, một thanh niên thu hút sự chú ý của cảnh sát khi đăng tải bài viết miêu tả chi tiết việc giải phẫu thi thể Điêu Ái Thanh. Bài viết sống động đến mức khiến nhiều người nghi ngờ anh ta chính là hung thủ. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, thanh niên này khẳng định mình chỉ viết dựa trên trí tưởng tượng để sáng tác tiểu thuyết. Vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta mới 14 tuổi và không có liên quan gì đến vụ việc. Hơn 2 thập kỷ trôi qua, vụ án mạng kinh hoàng này vẫn chưa có một lời giải đáp. Cảnh sát không tìm thêm được một manh mối nào. Vụ án trở thành bí ẩn ám ảnh dư luận Trung Quốc, gieo rắc nỗi hoang mang trong cộng đồng. Như vậy có thể thấy được, vụ án có diễn biến phức tạp đến nỗi. Hơn 2 thập kỷ trôi qua vẫn chưa thể có lời giải đáp. Bạn nghĩ vì sao hung thủ lại có thể ra tay tàn ác đến như vậy? Hãy để lại bình luận phía dưới cho D2T được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.